Mọi người ngồi xuống hết đi. Mời ngồi, mời ngồi. Các vị hương thân phụ lão, hôm nay là ngày đại hỷ thành hôn của tiểu nữ Lưu Thanh Thanh nhà tôi và Hồ Khắc Minh. Cảm ơn tất cả quý hương thân phụ lão đã tới chúc mừng nhà chúng tôi. Xin cảm ơn các hương thân phụ lão rất nhiều. Một lát nữa chúng tôi có chuẩn bị chút thức ăn dân dã và đồ nhạc. Mọi người cùng uống thật vui vẻ ngày hôm nay. Miền Bắc tại đây xin cảm ơn mọi người. Hay lắm, hay lắm. Trấn trưởng à, bắt đầu thôi. Được, được. Ông ngồi xuống đi. Bây giờ xin mời tân lang tân đương vào. Cẩn thận dưới chân. Phu nhân à, đừng căng thẳng quá. Tôi cũng mới kết hôn lần đầu thôi. Tôi nói cô nghe, qua hôm nay cô và tên họ Lâm đó, còn cả tên mập trắng họ Từ kia, không còn hy vọng gì nữa rồi. Tối nay chúng ta còn phải động phòng với nhau nữa mà. Cô nên chấp nhận đi. Tôi nói cô nghe, đừng có làm bừa đấy. Nếu không tối nay tôi sẽ gọi cha cô tới đánh một trận. Tôi nói cô nghe, qua đêm nay không chỉ có cô, mà cả cái roi da đó của cô cũng đã là của tôi rồi. Tiểu thư à, cô không sao chứ? Phu nhân, cô không sao chứ? Cũng không biết là có bó chân hay không nữa. Không sao, đằng nào cũng cứ để đó, sau này từ từ tôi nắm thôi. Tiểu thúy, đưa phu nhân đi đi. Dạ. Hay lắm, quả là trai tài gái sắc. Hay lắm. Chúc mừng. Cảm ơn mọi người đã nhường rồi. Đã nhường, đã nhường. Không kịp nữa rồi. Mời đi lối này. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn nhiều lắm. Được rồi, các vị khách mời cứ ngồi xuống đi. Tân lang Hồ Khắc Minh, tân đương Lưu Thanh Thanh, hôn lễ xin được phép bắt đầu. Nhất bái thiên địa. Một lạy. Hai lạy. Ba lạy. Nhân duyên ngàn dặm nối một đường, gặp và yêu nhau đến trọn đời. Nhị bái cao đường. Cô quay người lại đi. Xin mời quỳ xuống. Một lạy. Hai lạy. Ba lạy. Được rồi. Cảm ơn ân dưỡng dục của Lưu trại chủ. Chúc Lưu trại chủ phúc như Đông Hải, trường như Thủy, thọ tỷ Nam Sơn không già đi. Phu thê giao bái. Phu thê giao bái. Tiểu thư à, giao bái kìa. Tiểu thư, phu thê giao bái. Phu thê giao bái.
Trại chủ, không xong rồi. Trại chủ à, không xong rồi. Không xong rồi, không xong rồi. La cái gì mà la? Tam gia, đại ca, có người trúng độc rồi. Không ít anh em uống rượu mừng xong thì liền nôn ra máu. Hiện giờ trong trại đã có tới mấy chục người hôn mê rồi. Đi xem sao đi. Các vị, tôi có một chút chuyện phải làm, cần phải xử lý rất gấp. Không ở đây tiếp mọi người được nữa. Mọi người đợi tôi một chút nha. Rất xin lỗi. Xin lỗi mọi người nhiều lắm. Xin lỗi, xin lỗi. Xin thứ lỗi. Xin lỗi. Nào nào, tránh đường. Tránh đường. Sao lại thành ra như vậy rồi? Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì? Trại chủ, là do trúng độc. Anh chắc chứ? Chắc. Lẽ nào có kẻ địch trà trộn vào đây? Không thể nào. Tất cả khách mời đều là người chúng tôi đã biết. Bây giờ đang là thời kỳ đặc biệt, núi Tiểu Thành kiểm tra kỹ lưỡng như vậy. Người bình thường đừng hòng trà trộn vào. Lão Tam, lập tức phong tỏa sơn trại. Bất luận là người có tên trong danh sách hay không, chỉ cần là người lên núi vào ngày hôm nay đều phải kiểm tra thật kỹ cho tôi. Rõ. Điều tra, nhất định phải điều tra. Cái này ăn gan hùm hay sao mà dám chạy lên núi Tiểu Thành làm loạn chứ? Tiểu đoàn trưởng Dương, giờ này mà anh còn nghĩ cho núi Tiểu Thanh được, quả là hiếm có đó. Phùng Thiên Lập, anh nói vậy là có ý gì đây? Tiểu thư, thế này có tính là đã làm lễ xong rồi hay không? Sao mà có thể xem là xong lễ rồi chứ? Ba bái mới bái được có hai thôi. Cái tình huống khác mình đó, cốc nghĩa mà đòi ăn thịt thiên nga mà bổn. Tiểu thư, cô làm sao vậy hả? Thứ Nhi, cô làm sao vậy? Vừa nãy tôi chỉ uống một ngụm trà thôi mà. Uống trà. Thúy Nhi à, Thúy Nhi, cô tỉnh lại đi. Lưu trại chủ, núi Tiểu Thanh là vị trí nguồn nước của trấn Vọng Hải. Nếu như Tiểu Thanh trúng độc, hay là trấn Vọng Hải cũng sẽ gặp rắc rối lớn đó. Đúng vậy. Vậy phải làm sao đây? Phải làm sao đây chứ? Trời ơi, mọi người đừng hoảng hốt quá. Điều quan trọng trước mắt là phải nhanh chóng truyền tin đi. Tất cả nguồn nước ở trấn Vọng Hải này đều phải kiểm tra hết. Hại tôi không kết hôn được luôn rồi. Vậy là tôi phải nhanh chóng xuống núi. Các vị, nghe tôi nói vài câu đi. Thật không ngờ, do ngày tiểu nữ nhà tôi thành hôn lại xảy ra chuyện như thế này. Nếu có gì đắc tội thì mong mọi người lượng thứ cho. Thêm nữa, tiệc rượu hôm nay em lại không tiếp tục được rồi. Thế này đi, tiểu đoàn trưởng Dương, trấn trưởng Tôn, trấn Vọng Hải giao lại cho hai người đấy. Đợi núi Tiểu Thanh chúng tôi điều tra ra chuyện này, tôi nhất định sẽ cho hai người một câu trả lời. Lưu trại chủ, ông quả là trượng nghĩa. Để tôi lập tức xuống núi xem thử. Đại đương gia, tôi đi chung với lão Tôn đây. Vậy tôi cũng nhanh chóng xuống núi đây. Cáo từ. Tông Miện. Lưu trại chủ, tôi cũng phải nhanh chóng về núi Bắc xem thử đây. Nếu có chuyện gì cần đến đội du kích chúng tôi thì ông cứ nói nha. Được, cảm ơn anh. Không có gì đâu, cáo từ. Nếu như để tôi bắt được tên khốn đã bỏ độc đó, tôi sẽ lột da sống hắn. Chú ba, bây giờ trong trại chỉ toàn là người mình thôi. Mau xử lý chuyện này đi. Được. Trại chủ, bây giờ còn chưa biết loại độc này rốt cuộc có truyền nhiễm hay không. Tôi thấy chuyện quan trọng bây giờ mà đem cách ly những người đã trúng độc đi đã. Tôi có biết một chút y thuật, tôi sẽ cố gắng hết sức xem có thể giúp được gì hay không. Việc quan trọng bây giờ là phải tìm ra nguồn gốc của độc. Người Nhật sẽ có thể đánh lên đây bất cứ lúc nào. Chú ba, bảo các anh em không bị trúng độc tăng cường phòng bị đi. Lúc này không thể để xảy ra chuyện gì. Không sai. Lão Tam, bản thân chúng ta không thể rối được. Lúc này cậu nhất định phải phái thêm anh em trong từng tất cả mọi lối ra vào đi. Dừng.